mẫu xe điện cỡ nhỏ Tiago, ép với giá bán chỉ có 240 triệu đồng khiến nhiều người dùng quan tâm. Chiếc xe ô tô điện cỡ nhỏ Tiago, ép tại thị trường Ấn Độ tuy có kích thước chỉ bằng một con i10 hay Morning, nhưng lại cho tầm hoạt động từ đến 250 đến 315 km, và mức giá vô cùng hợp lý chỉ 240 triệu đồng. Đây là chiếc xe điện Tata Tiago, F2023 chạy điện mới nhất vừa được ra mắt tại thị trường Ấn Độ. Nó là một chiếc hatchback có kích thước tương đương một chiếc Hyundai i10, nhưng tuyệt vời hơn nhờ chạy hoàn toàn bằng điện và có giá chỉ từ 240 triệu đồng. Tại thị trường Ấn Độ, Tiago F2023 siêu rẻ có nhiều cấu hình khác nhau để phù hợp với nhu cầu và túi tiền của khách hàng. Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn của xe là Tiago F xe sở hữu bộ pin nhỏ 19,2 kW, cho tầm hoạt động 250 km. Phiên bản này có giá 8.49 lakh, 240 triệu đồng. Nếu có tài chính dư giả hơn, các phiên bản Tiago, F cao cấp XT, XZ, XZ Tech Lux sẽ cung cấp bộ pin 24kW, cho tầm hoạt động lên đến 315km. Phiên bản cao nhất sẽ có giá 11,79 lakh, 345 triệu đồng. Tata còn cho biết thêm, khi cắm Tiago, ép vào bộ sạc nhanh có thể tăng thêm tầm hoạt động 110 km chỉ trong 30 phút. Các mẫu xe được trang bị gói 24 kW có khả năng hoạt động tốt tới 194 dặm, 315 km biến thể đắt nhất XZ Tech Lux 24 kW với sạc điện xoay chiều 7,2 kW đã có giá 11,79 triệu, 14.449 USD. Cung cấp sức mạnh cho bánh trước là một động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu duy nhất tạo ra công suất 74 mã lực, 55 kW và mô men xoắn 84 lb-ft (114 Nm). Mặc dù Tata không đưa ra thời gian tăng tốc từ 0 đến 96 km/h, nhưng hãng khẳng định Tiago. F có thể đạt từ 0 đến 60 km/h trong 5,7 giây. Cả động cơ điện và bộ pin đều được bảo hành 8 năm trên 160.000 km. Với sự ra mắt của Tiago F, chiếc hatchback chạy điện đầu tiên của thị trường Ấn Độ, quốc gia này có thể có một bước tiến vượt bậc trong hành trình tìm kiếm phương tiện di chuyển xanh, sạch và an toàn, giám đốc điều hành của Tata Motors Passenger Vehicle, Silas Chandra mô tả trong một thông cáo báo chí là một mẫu xe thú vị lý tưởng cung cấp các tính năng cao cấp, an toàn và công nghệ, thân thiện với môi trường, hiệu suất mạnh mẽ, tất cả đều trở nên đáng mong đợi hơn với lợi thế không thế khước từ là chi phí sở hữu xe thấp. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.